trở lại vùng Cùa, nơi từng là chiến khu cách mạng và được ví như vùng đất chết. 49 năm sau ngày giải phóng, khó có thể tìm thấy được vết tích của chiến tranh. Thay vào những hố bom, đồn bốt, hàng rào thép gai là màu xanh của trang trại cao su, hồ tiêu, vườn đồi, vườn rừng. Những chiến sĩ du kích vùng Cùa năm xưa giờ là những cụ bà đã từng vào sinh ra tử trong kháng chiến và chứng kiến sự hoang tàn đổ nát của quê hương sau những ngày mới giải phóng. Họ càng cảm nhận rõ sự đổi thay từng ngày trên quê hương Cam Lộ hôm nay. Vùng Cùa này là có gì phát triển rất nhanh. Nên nói đường, điện, đường, trường trạm là có gì mọi cái đều là có gì xây dựng rất nhanh. Đời sống nhân dân là đi làm ăn là càng ngày càng đi lên. 49 năm kể từ ngày kết thúc chiến tranh và đặc biệt là sau gần 30 năm được lập lại, Cam Lộ đã có bước phát triển về mọi mặt. Đảng bộ, chính quyền địa phương có nhiều chủ trương, chính sách giúp nhân dân khai thác tốt tiềm năng thế mạnh để đưa nền kinh tế ngày một đi lên. Cam Lộ đã hình thành được 3 cụm công nghiệp, thu hút 39 doanh nghiệp đầu tư với số vốn đăng ký gần 1.400 tỷ đồng. Đến cuối năm 2020, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt gần 50 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,85%. Cam Lộ trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh Quảng Trị, trong đó có một xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Cam Lộ sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống đoàn kết, anh hùng của quê hương trong quá khứ và sẽ tiếp tục lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 16, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Trong đó tập trung 4 cái nhiệm vụ đột phá trọng tâm, đó là trước hết chuyển dịch nhân cái cơ cấu kinh tế theo cái hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ gắn với du lịch và nông nghiệp, và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu để đạt được huyện nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Cao điểm 241, căn cứ hỏa lực mạnh nhất trong hệ thống phòng thủ đường chính của địch, là mắt xích chủ yếu trong hệ thống hàng rào điện tử McNamara. Vào buổi sáng 49 năm trước, quân giải phóng đã đập tan căn cứ này trước khi giải phóng Cam Lộ. Hôm nay, từ cao điểm năm xưa, nhìn bao quát cả một vùng xung quanh, không còn thấy vết tích chiến tranh hiện hữu, chỉ thấy quốc lộ 9 thời hội nhập đi qua giữa bao miền quê đáng sống.